phụ huynh và các em học sinh thân mến. Xin tự giới thiệu, cô tên là Dương Thị Phố, là giáo viên trường tiểu học Bơi Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hiện nay chúng ta đã biết tình hình dịch bệnh Covid diễn ra khá phức tạp. Các em sẽ cố gắng học online trong thời gian này nhé. Mong rằng quý phụ huynh hãy cố gắng hỗ trợ cho các em trong thời gian học online để tiết học được tốt hơn. Cô cũng rất vui cùng đồng hành với các em trong tiết đạo đức của khóa lớp 2, bộ sách Chăn trời sáng tạo. Các em chuẩn bị cho cô một quyển vở, một cái bọc của quyển vở sách giáo khoa đạo đức lớp 2. Trong những tiết đạo đức trước thì các em đã biết được học qua các chủ đề như là quý trọng thời gian, hoặc là chủ đề nhận lỗi và sửa lỗi. Còn tiết đạo đức hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em thêm một cái chủ đề nữa, bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài 3, bảo quản đồ dùng cá nhân. Theo chương trình thì bài này gồm có 2 tiết, nhưng do tình hình dịch bệnh nên cô đã tóm tắt nội dung chính lại, chúng ta chỉ học trong ngày hôm nay. Các em mở sách giáo khoa trang 14. Để đạt được nội dung của bài học này thì các em nhận biết được mục tiêu như sau. Sau bài học thì các em sẽ nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân. Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân. Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân. Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân. Để phát triển phẩm chất và năng lực, có các năng lực như sau: năng lực tự chủ và tự học, nhận ra được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân, nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, đưa ra ý kiến và để giải quyết tình huống bảo quản đồ dùng cá nhân đúng cách, năng lực điều chỉnh hành vi, thực hiện được những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân tùy theo tính chất công dụng của đồ dùng đó, năng lực phát triển bản thân, đồng tình với thái độ hành vi biết bảo quản đồ dùng cá nhân, không đồng tình với thái độ hành vi không biết bảo quản đồ dùng cá nhân, trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chủ động thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân. Để đạt được mục tiêu này thì các em cần trải qua các phần như sau. Thứ nhất là khởi động, kiến tạo kiến thức mới, luyện tập, vận dụng. Vậy cô và các em cùng nhau khởi động. Hoạt động 1, kể câu chuyện nhà thiết kế thời trang theo tranh và trả lời câu hỏi. Tất cả các em quan sát tranh. Để kể được cái câu chuyện nhà thiết kế thời trang thì các em xác định nội dung tranh và liên kết nội dung tranh này lại, và các em sẽ kể thành một cái câu chuyện. Các em quan sát tranh, cô và các em cùng tìm hiểu qua nội dung tranh. Tranh thứ nhất, mẹ ơi, căn đẹp quá. Nội dung tranh thứ hai, bạn Nga đang chơi với búp bê. Còn nội dung tranh 3, cách chiếc khăn này làm váy cho búp bê thì đẹp lắm đây. Trách nhiệm của các em bây giờ, các em sẽ liên kết nội dung các tranh này lại và sẽ kể cho cô một cái câu chuyện là nhà thiết kế thời trang. Bắt đầu, tất cả các em kể cho cô. Câu chuyện nhà thiết kế thời trang. Mẹ tặng cho Na một chiếc khăn hoàng cổ rất đẹp. Na rất thích chiếc khăn mẹ tặng. Một hôm, Na đang chơi với búp bê của mình. Na liền nghĩ
lại câu chuyện cho cô. Bảo quản sách vở và đồ dùng cá nhân. Tại sao các em không chọn tranh 1?
vừa không đẹp vừa rất dễ bị lon, khiến cho cặp sách của mình trở nên len lút. Còn chân ba thì bạn nam làm hư hỏng đồ chơi. Đợi khắc sâu kiến thức của hoạt động này, cô mời tất cả các em đọc lại cho cô bằng kết luận. Hoạt động 2, nếu một số việc cần làm để bảo quản đồ dùng cá nhân, tất cả các em suy nghĩ và nêu cho cô. Nhiều bạn đã nêu ra rất là nhiều việc đó các em, như là lau chùi bàn ghế, hoặc là cắt quần áo cho gọn gàng, hoặc là xếp đồ chơi vào tủ cho ngăn nắp. Cô có kết luận như sau: việc bảo quản đồ dùng cá nhân trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Mỗi đồ dùng khác nhau sẽ có những cách thức bảo quản khác nhau. Đồ dùng học tập, sách vở, bút, thước, cặp sách, đồ chơi, giày dép, trang phục. Cô mời tất cả các em đọc lại phần kết luận cho cô. Hoạt động 3, vì sao cần bảo quản đồ dùng cá nhân? Tất cả các em suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho cô. Như sao? Biết bảo quản thì đồ dùng cá nhân mới bền đẹp và sử dụng lâu dài. Biết bảo quản thì đồ dùng cá nhân mới phục vụ hiệu quả cho việc sinh hoạt học tập của mình. Bảo quản đồ dùng cá nhân chính là thực hành tiết kiệm, thể hiện lòng nhân hảo đối với cha mẹ, thể hiện trách nhiệm của em đối với bản thân và gia đình. Để khắc sâu của hoạt động này thì mời tất cả các em đọc lại phần kết luận cho cô. Để sang phần luyện tập thì cô cho các em thư giãn qua bài hát Sách Bút Thân Yêu.
Hoạt động 1. Nhận xét và việc làm của cớ. Nếu là cớ, em sẽ làm gì? Tất cả các em quan sát chân. Chân thì gồm có bố và bạn cớ. Đồ chơi thì gồm có bạn bố bông và chiếc ô tô cũ. Nội dung như sau: khi bố tặng cớ một bạn bố bông mới rất đẹp và cớ liền vứt chiếc ô tô cũ đi và chỉ chơi với bạn bố bông mới mà thôi. Qua nội dung chân thì các em nhận xét về việc làm của cớ. Nếu là cớ, em sẽ làm gì? Tất cả suy nghĩ nêu ra nhận xét cho cô. Nhận xét, bạn cớ đã không biết giữ gìn đồ chơi của mình. Nếu hôm khác càng chơi ô tô sẽ không có ô tô nữa. Nếu là cớ, em sẽ làm gì? Không vứt bỏ đồ chơi cũ. Khi có đồ chơi mới, tặng đồ chơi cũ cho bạn khác. Cùng chơi cả đồ chơi cũ và đồ chơi mới. Cất đồ chơi cũ vào hộp để khi khác lấy ra chơi. Mời tất cả các em đọc lại phần kết luận cho cô. Hoạt động 2. Câu hỏi như sau: em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của bạn nào, vì sao? Tất cả các em quan sát chân gồm có 3 chân. Chân thứ nhất, chân thứ hai và chân thứ 3. Thì các em quan sát chân thôi, các em đồng tình việc làm của bạn nào trong chân? Tất cả các em suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Cô thấy là có rất nhiều bạn đã đưa ra câu trả lời là chọn chân 1 và chân 3. Để xem coi đáp án có đúng hay không thì tất cả các em nhìn lên màn hình cho cô. Đáp án chân 1 và chân 3 đúng rồi đó các em. Cô cũng có lời khen các em. Vì sao các em phải chọn chân 1 và chân 3? Vì sao? Chân 1 vì bạn nam biết cách giữ quần áo khi mùa đông đã qua. Còn chân 3 thì sao? Vì bạn nam lau chùi xe đạp. Tại sao các em không đồng tình với chân 2? Vì bạn nam xé vỏ lấy giấy gấp đồ chơi. Hoạt động 3, xử lý tình huống. Tất cả các em quan sát chân. Cô có tình huống như sau: giày mới của Tiên bị lấm bẩn, anh trai khuyên Tiên nên bước đi nhưng Tiên lúng túng chưa tìm được cách giải quyết. Qua tình huống này, tất cả các em tìm cách xử lý cho cô.
học ở nhà, nhưng cô tin chắc là có rất nhiều cách xử lý tình huống. Thứ nhất là dùng khăn giấy lau sạch lại giày, hoặc là dùng xà phòng hay nước ẩm lau lớp bẩn của giày. Rất nhiều cách xử lý tình huống hay các em. Chúng ta sang vận dụng hoạt động 1, thực hành tập bọc sách vở. Tập bọc sách vở là bao bì sách vở đó các em. Cô sẽ hướng dẫn các em tập bọc vở. Trước tiên các em chuẩn bị cho cô một giấy bọc vở và một quyển vở. Và các em xếp đôi giấy bọc vở lại để chúng ta lấy được dấu chính giữa. Và các em gấp mép trên của tờ bìa của quyển vở. Tiếp tục các em gấp mép dưới vào tờ bìa của quyển vở. Và miết hai mép hai bên và các em gấp lại. Đây, cô vừa thực hiện xong đó các em. Cô hoàn thành bước đơn giản để thực hiện bọc vở. Bây giờ cô sẽ cho các em thực hành. Thì các em chuẩn bị cho cô là một giấy bọc vở và một quyển vở. Tất cả các em thực hành cho cô. Tuy các em được thực hành ở nhà, nhưng cô tin chắc là tất cả các em đều thực hiện được cách bọc vở. Cô cũng có lời khen các em. Hoạt động 2, chia sẻ những việc em đã làm để bảo quản đồ dùng cá nhân. Thì để xem coi các em chia sẻ với ai và chia sẻ những việc gì. Thì tất cả các em suy nghĩ và trả lời cho cô. Cô nhận thấy là có rất nhiều em đã chia sẻ và chia sẻ rất là nhiều việc. Như là khi học bài xong thì em cắt sách vở lên kệ, hoặc là khi dùng bút xong em đóng nắp lại,
ghi nhớ, luôn năng niu bảo quản mọi đồ dùng cá nhân bên nhau ta gắn bó như những người bạn thân. Tất cả các em đọc cho cô lại phần ghi nhớ. Các em về nhà đọc lại cho cô một ghi nhớ sách giáo khoa đạo đức lớp 2 tập 1 trang 14. Thực hiện tốt bảo quản đồ dùng cá nhân, chuẩn bị bài sau bảo quản đồ dùng gia đình. Qua bài học này thì các em cố gắng nhắc nhở những người thân trong gia đình và bạn bè phải biết cách bảo quản đồ dùng cá nhân. Nội dung của bài học này đến đây là kết thúc. Qua tiết học này, cô mong rằng các em đã hiểu và khắc sâu kiến thức một cách tốt nhất. Cô xin trân trọng kính chào.